Xin kính chào quý vị khán giả. Hiện giờ tôi đang có mặt tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình và đây đang là buổi tổng duyệt cuối cùng trước thềm khai mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra ở đây. Như quý vị cũng có thể thấy ở phía đằng xa kia thì các nghệ sĩ múa của chúng ta đang chuẩn bị chạy những lượt cuối cùng của những tiết mục này làm sao được thật là chỉn chu nhất. Bên cạnh đó thì nhiều công tác tổ chức khác cũng đang được rà soát lại lần cuối cùng tại sân khấu của lễ khai mạc. Các bộ phận như là âm thanh, ánh sáng, bộ phận điều khiển công nghệ mapping 3D, đặc biệt là việc bố trí các máy quay. Tất cả với mong muốn có thể truyền tải trọn vẹn nhất những nét đặc sắc và thông điệp của lễ khai mạc SEA Games năm nay trên sóng trực tiếp VTV1 và tiếp sóng tại nhiều đài truyền khác của các nước trong khu vực. Thưa quý vị, đứng cạnh tôi lúc này đang là nghệ sĩ ưu tú Trần Ly Ly, tổng đạo diễn của chương trình khai mạc SEA Games 31 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Vâng, chương trình khai mạc SEA Games 31 có thể nói là một cơ hội để chúng ta có thể đưa những nét đẹp trong văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế cũng như là kết nối những nét văn hóa của những quốc gia trong khu vực Đông Nam Á với nhau mà cùng tham dự SEA Games 31. Với phần khai mạc của SEA Games 31 thì những sự kết nối đó đã được thể hiện như thế nào? Trong chương trình này không chỉ tôi muốn nói đến văn hóa Việt Nam mà tôi muốn nói đến cái văn hóa chung của Đông Nam Á. Thì ngay ở trong tác phẩm đầu tiên thì tôi đã biết về cái kịch bản đấy là tre và lúa. Đấy, tre xanh xanh tự bao giờ, và cái tinh thần của sự đoàn kết, tinh thần của cái sức sống mãnh liệt, vừa mềm mại và vừa bền vững, và cái bó lúa chung của Đông Nam Á nữa. Tức là trong cái tác phẩm đầu tiên thì phối hợp được cả tre và lúa. Và có một cái tác phẩm mà tôi nghĩ rằng tôi cũng rất ấn tượng, đấy là cái những con thuyền và cùng chung một dòng chảy và đi về biển lớn. Đấy là một cái ước vọng, một cái khát vọng để làm sao mà chúng ta cùng vươn lên và đi qua được những cái khó khăn thách thức, thậm chí cả đại dịch nữa, xuyên qua để chúng ta phát triển tiếp. Nếu nói về những điểm nhấn mà khán giả có thể cảm nhận được qua chương trình ngày hôm nay, đặc biệt đó là sự kết hợp của công nghệ trong những tiết mục biểu diễn. Sự kết hợp này, chị đã đau đáu với nó ra sao ạ? Phối hợp được cái sự công nghệ này, đây là một cái cũng là thách thức đấy, cũng là khó khăn đấy. Có những cái máy chiếu được đặt ở những cái vị trí về căn máy và chúng tôi rất cần thời gian. Có những cái đêm mà tôi thức đến 3 giờ sáng cùng với cả các anh em và vẫn cảm giác là không thể hài lòng được với cái điều mình đang nhìn thấy. Áp lực rất là lớn để làm sao mà phối hợp được giữa cái trình diễn đại cảnh và công nghệ. Và rất là mừng là hôm qua chúng tôi đã được nhìn thấy những cái gì mà nhìn thấy trên sân khấu, tạo ra những cái cảm giác ví dụ như ngọn đuốc bùng lên chẳng hạn. Và cái logo SEA Games 31 được bay trên nền trời. Đấy, thì đấy là những cái cảm giác mà tôi nghĩ là tôi rất là xúc động. Vâng, xin cảm ơn chị. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi một chương trình khai mạc SEA Games 31 thật ý nghĩa và màu sắc. Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ bắt đầu vào lúc 20 giờ hôm nay, đường trực thuần tiếp trên các kênh VTV1, VTV5 và VTV6. Ngoài ra thì chương trình bình luận trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam sẽ lên sóng lúc 19 giờ trên các kênh VTV5 và VTV6. Với chúng tôi, được tham gia lễ khai mạc SEA Games là một niềm vinh dự lớn và chúng tôi tin rằng tất cả những ai được là một phần của ngày đặc biệt này cũng đều cảm nhận được niềm tự hào. Sân vận động Mỹ Đình sẽ là sân khấu rộng 7.000 m², nơi quy tụ gần 2.000 nghệ sĩ, diễn viên và hàng ngàn thiết bị âm thanh, ánh sáng tối tân. Với những người đóng góp lên buổi lễ này, đây là sự tự hào. Hồi em còn bé thì cũng đã tham gia một lần, nhưng mà hồi đấy còn nhỏ quá nên là cái ký ức nó cũng chưa được rõ ràng lắm. Nhưng mà ngày hôm nay thì kiểu tập trong suốt cả hơn một tháng thì em cảm thấy là thật sự là rất là đáng nhớ. Bọn em đều rất là tự hào và có một cái động lực, đó là được cống hiến một phần nhỏ cho cái chương trình đại diện của cả một Đông Nam Á. Dù trời đổ mưa hay nắng nóng, những giọt mồ hôi vẫn tuôn rơi sau mỗi buổi tập. Mặc dù trời mưa rất là to nhưng mà bọn em rất là cố gắng để hoàn thành cái nghĩa vụ thiêng liêng của bọn em. Tất cả ekip của chúng tôi làm ngày làm đêm để chúng ta sẽ ra được một cái sản phẩm mãn nhãn với hình ảnh của 3D mapping cũng như là thiết công nghệ AR. Chương trình nghệ thuật sẽ gồm 5 đại cảnh mang đậm nét văn hóa Việt Nam và Đông Nam Á. Đáng chú ý là màn trình chiếu biểu tượng của 40 môn thể thao của các quốc gia được thể hiện bằng hình thức tranh đồng hồ thông qua hình ảnh đồ họa. Ngày hôm nay khi mà đứng ở sân thì thực sự là mình cảm thấy mình bé nhỏ trước cái không gian lớn này và trước cái công sức của hơn 1.000 con người đã luyện tập ở đây rất là lâu rồi. Trong cái buổi khai mạc của chúng ta sẽ là một sự tổng hòa của âm thanh, ánh sáng, công nghệ và chắc chắn rồi là sự rộng mở vòng tay và mến khách của đất nước Việt Nam với bạn bè trong khu vực.
Sự kiện sẽ chính thức khai mạc vào 20 giờ tối nay, ngày 12 tháng 5. Đó là trí tuệ và công sức của nhiều con người, hứa hẹn tạo nên một buổi lễ khai mạc SEA Games 31 rực rỡ, gây ấn tượng mạnh cho khán giả trong và ngoài nước. Vâng, Minh Tân ạ, cá nhân tôi thì đã cảm thấy là không khí của SEA Games 31 thật sự là đã rộn ràng từ rất là nhiều ngày trước rồi. Từ khi mà chúng ta đã thấy là ở ngoài đường phố đã trang trí này, rồi là hàng nghìn tình nguyện viên này, hàng nghìn các nghệ sĩ, rồi là ekip tham gia chương trình thì cũng đã phải chuẩn bị rất là nhiều, thật sự là tỉ mỉ và công phu để có thể là chuẩn bị cho một sự kiện hoành tráng như thế này. Và tôi tin chắc rằng là với những ấn tượng mà chúng ta có thể tạo ra được thật là đẹp với các du khách quốc tế thì đây cũng sẽ là một dấu ấn để có thể là thu hút khách quốc tế đến du lịch Việt Nam sau đại dịch, đúng không ạ? Chị Quỳnh Nga, tôi rất ấn tượng với câu trả lời phỏng vấn của một nghệ sĩ đánh trống ở trong phóng sự vừa rồi. Anh nói rằng rất tự hào được đóng góp một phần nhỏ bé vào SEA Games. Tôi nghĩ rằng đó cũng chính là cái tinh thần của những người sẽ tham dự vào lễ khai mạc ngày hôm nay, cũng như những tình nguyện viên, những người sẽ tham dự vào SEA Games trong những ngày tới. Bởi vì chúng ta hiểu rằng là để có thể tạo ra một kỳ SEA Games thành công cần công sức của rất nhiều người. Và nếu ai cũng cảm nhận được trọng trách và hoàn thành trách nhiệm của mình, chúng ta sẽ có một kỳ SEA Games thành công.